bị VTV gọi MV mới là rác, Chipu vẫn mở tiệc linh đình mời loạt sao về tham dự. Suốt nhiều ngày qua, cái tên Chipu trở thành tâm điểm bàn tán rôm rả của cư dân mạng khi bất ngờ bị VTV giéo tên. Theo đó, trong chương trình góc nhìn văn hóa của VTV1 đã thẳng thắn gọi MV Sashimi mới ra mắt của Chipu là rác. Cô gái này lần nào tung ra sản phẩm âm nhạc cũng gây bão dư luận nhưng đáng tiếc không phải khen mà là những bình luận tiêu cực. Nhiều nhà báo chuyên mạng âm nhạc đã nhận định đây là một video ca nhạc cợt dục, phản cảm với các từ dung tục, sáo rỗng, không ít nhạc sĩ đã phải thốt lên, đây là rác nhưng đáng nói là chỉ sau 5 ngày ra mắt, MV này đã có tới gần triệu lượt xem, một con số nhiều ca sĩ, nghệ sĩ phải mơ ước, biên tập viên chương trình bình luận. Mặc dù bị VTV điểm danh nhưng Chi Pu lại tỏ ra không mấy bận tâm khi vẫn đăng bài PR cho MV này trên trang cá nhân. Mới đây nhất, Chi Pu còn hào hứng mở tiệc ăn mừng nhân dịp cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm mới với sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng. Theo tìm hiểu, Chi Pu sẽ đảm nhận chức vụ giám đốc kinh doanh. Được biết, ngoài Chi Pu thì rapper Bình Gôn cũng bị VTV réo tên trong số những nghệ sĩ có sản phẩm dung tục phản cảm. Chương trình nhận định Điểm chung của các ca khúc như vậy là dễ nghe, dễ thuộc, bối cảnh và vũ đạo bắt mắt, cách thể hiện thịnh hành với xu hướng thế giới mà người hát được truyền thông, mạng xã hội lan xe một cách tích cực. Điều gì sẽ xảy ra khi mà ca từ, động tác biểu diễn, hình ảnh tràn ngập nội dung cổ súy bạo lực, tiêu dâm hay là tự tử? Người lớn có thể nhúng vai bỏ qua nhưng với trẻ em, lứa tuổi tin là lứa tuổi nhạy cảm thì đó lại là câu chuyện đáng nói. Một bài hát được các em học sinh sử dụng để thể hiện tính đại ca trong trường học và nó thành xu hướng thịnh hành, bài ông bà già tao lo hết cổ súy những đứa trẻ nhà giàu tiêu giải tiền bố mẹ với những màn khoe xe, quay nhà khoe đầu hiệu. Cuối bản tin, biên tập viên đưa ra nhận định. Âm nhạc là sáng tạo, có thể có những lối đi riêng trong thủ pháp nghệ thuật, phong cách, trào lưu nhưng sẽ không ai dung túng cho những sản phẩm đi ngược lại với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội được gắn mắc sáng tạo, công chúng cũng đang nắm trong tay quyền lực mềm, đó là tẩy chay. Tuy nhiên, trái ngược với Pu, rapper Bình Gôn sau khi bị VTV nêu tên đã tự ẩn loạt MV trên kênh YouTube của mình, bao gồm ông bà già tao lo hết, lái máy bay, bốc bắt họ, trơn, quan hệ rộng. Điều này càng khiến khán giả thêm phẫn nộ trước thái độ không khuất phục của Chipu hiện MV Sashimi vẫn được cô phát hành trên nền tảng YouTube và thu về hơn bát triệu view.